Một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra vào rạng sáng ngày 21 tháng 7 trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, khiến ít nhất 8 người chết. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ 35 phút sáng nay 21 tháng 7, một vụ va chạm giữa xe khách biển số 86B01087 và xe tải biển số 79N0315 tại cầu Sông Giêng trên quốc lộ 1A thuộc xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Theo ghi nhận của phóng viên báo Thanh Niên, tai nạn đã khiến ít nhất 8 người chết và 8 người khác bị thương. Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục chuyển đến quý vị thông tin về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này trong các bản tin sau. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.